Xin chào mọi người. Nên nói sao? Lần đầu tiên mình unboxing một chiếc túi mới ra ngày 28 tháng 7, và đây là cái mình mua ở Stockholm. Mình mới ra được 2 ngày ở store rồi. Và đây là dust bag. Cái này tên là camera box bag. Nó rất là mềm, nó cứng giống trunk nhưng mà rẻ hơn trunk, nó mềm để giật. Đằng sau của nó như này, đằng trước như này, và nó có top handle. Lần đầu tiên mình làm video nên là không biết làm sao. Ở trong thì là có dây đeo, và cái này mình có thể đeo dài đeo ngắn, nên là mình rất thích. Mình là người thấp nên cần phải có cái dây như thế này, nhưng mà mình có thể cho dài và cho ngắn được. Mình thì dùng cái cỡ ngắn nhất, và đặc biệt hơn là sẽ có một cái này, một cái xích này. Và cái này là của bộ sưu tập Runway, và đã Runway bộ sưu tập thu đông. Cái xích này thì mình có thể là mình đeo đây. Alice thích cái này của mẹ không? Dạ. So, mình đeo như thế này. Là là cu 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 tan 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 ta. Mình sẽ xem là cái này sẽ để được những cái gì. Tan 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 tan. Để được điện thoại. Tan 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 ta.